vô cái một luôn nha mọi người. Một cái máy vặn vít của nhà Huken, giá rất là rẻ nha mọi người. Thì con máy này chuyên dùng để sử dụng trong các công việc điện dân dụng nha. Thì mở mấy cái đấy thì đối với con này thì nó quá mạnh rồi. Thì hôm nay em sẽ test thử, em xếp vít trên cái cây gỗ này cho mọi người coi nha. Em sẽ bắn cái con vít này nha. Con vít này thì nó cũng khá là nhỏ này. Con này nó chỉ có 2.65 new thôi, cho nên là bắn mấy con nhỏ nhỏ như vậy thôi. Vô cái một luôn nha mọi người. Thêm con nữa. Quá dễ luôn nha, để em rút tay cho mọi người coi luôn này. Chưa, quá nhẹ nhàng luôn. Giờ em sẽ siết cái con dài như vậy, coi là siết nổi không nha mọi người. Vô. Trời. Vẫn rất là ngon luôn nha mọi người. Thì cái máy này mọi người mua về để sửa chữa điện dân dụng này, rồi thao lắp, rồi mở các kiểu là bao ngon luôn nha. Giá thành thì cực kỳ rẻ luôn. Đặc biệt là cái con máy này có thể biến đổi hình dạng ra như vậy cho mọi người, để mọi người cầm như vậy nó thuận tay hơn khi mà mọi người vặn nha. Mà chưa hết đâu nha mọi người, nó còn có kèm theo cho mình một cái cây này nữa này, để mình nối dài ra bao dài luôn nha, để cho vô mấy cái khe mà mình cũng thể nào mình cho vô được á nè, quá bíp luôn. Và cái máy này thì nó có kèm theo cho mọi người khá là nhiều cái đầu vít ha. Đây, ở đây nó có một cái đầu chuyển này, có lại 5 cái đầu vít, còn bên này có 6 đầu nữa, tổng là 11 đầu nha mọi người. Và cái máy này thì nó dùng pin 4V, cho nên là khi mà hết pin thì mình sạc bằng cái dây Type-C này nha. Nó có kèm cho mình luôn, quá là xịn. Đây, tổng cộng phụ kiện của nó đây hết nha. Sản phẩm thì em có gắn trong giỏ hàng, mọi người nhấn mua ngay nha.